Đơn vị đây gồm có 10 nhóm, gồm có các những nhóm điều trị thông thường, tiêu hóa xạ đây. Đó. Còn đây là nhóm viêm họng, viêm đường là rét quọt. Ngoài là tinh nữ hoàng cung và chữa những bệnh u, những bệnh nan y mình để xét mình uống. Còn đây là hương nhu tráng, hương nhu tráng là nhiều nhiều là thường cõm cúm để mình xong. Mình đinh lan đây, đinh lan là để dùng cho tôi ở Hàng Nam theo quy định. Rồi mình thấy màu lá rồi mình dùng để chế biến tăng gia vị. Rồi củ thì mình dùng làm thuốc bổ. Ngay ngay đây ngũ trảo dùng để bó bông găng xe khớp đồ mình giả. Ngũ trảo đây dùng mà mình thu hết dùng cái lá đây, mình hết ít lá mới mình bỏ ít cục muối hột vào mình giả. Sau đó mình đáp lên chỗ bông găng xe khớp, dùng ban cá nhân mình ban lẹ, cứ mình thay ban hàng ngày. Đây là sâm địa hành, dùng cái củ đây cũng là củ nấu cũng dùng thuốc bổ. Rồi còn cái củ nếu mà mình bông găng mình cũng giả cái loại này, bữa là ngũ trảo đáp vô nó rất nát. Đó, loại này sâm địa hành đây mà cũng vẫn dùng làm thuốc bổ, giống thuốc bổ. Đây là cũng ví dụ là cũng giống thuốc bổ này. Tự nhiên mình chế biến được, còn như đây mình xét nước mình uống vẫn được này, trực tiếp mình xét nước xong rồi mình uống là được. Nhưng mà cái đây nó qua chế biến thế này mới qua thành thuốc bổ, thuốc đồ được. Cái cứu đây nó cũng có nhiều công dụng lắm. Đó. Đây là cũng như là mình tiêu cổng cấm. Đó. Khi ấy mình bước vô mình xong nó có rất mùi, rất là thơm. Đồng thời là hôm nay cũng chế biến trong thức ăn vẫn được, làm gia vị. Nên mình dùng làm vừa là khi cần thì mình đưa vào với thức ăn làm gia vị, còn không bình thường là mình chữa bệnh cho một chiến sĩ.